Ma túy, thuốc phiện là những thứ mà Mai bị bọn chúng ép buộc. Không những thế, Mai còn bị xem như món đồ chơi của bọn giang hồ. Khi cô bị truyền tay từ tên này sang tên khác, để bọn chúng thay nhau chà đạp lên thân xác, mặc cho Mai gian sinh chống cự đến hơi tàn lực kiệt. Mai kiệt sức vì bị vầy bò, bị đánh đập. Trong một lần cô cố trốn thoát, Mai đã bị bắt lại. Mai đã chống cự quyết liệt, để rồi bị đánh, tưởng như đã chết. Bọn chúng đã dứt cô xuống bìa rừng hoang dân. Đời này sao phải hơn thua, tham sân si tham cao xa tham bạc hoàng. Đời này nay có mai công, khí liệt chân có mang theo được gì đâu. Yeah.